Chào tất cả các bạn. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn mình một buổi mình đi mua đồ nghe các bạn. Thì trong dịp này cuối năm này các bạn ơi, mình vô trong mấy vựa rất là nhiều đồ các bạn ơi. Mình mua vô trỏng mà mình không muốn về luôn á. Có những món đồ mình thấy mua về mà chế đồ rất là hay luôn á. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn mình mua được những cái món đồ nào nghe các bạn. Thì đầu tiên á, mình mua được một cái cặp lo của cái tivi nè các bạn. Thì cái lo này nó để thông số là 8W, 18 ohm, 10W nha các bạn. Thì cái lo này cảm thấy nó nhỏ lắm. Mình thấy người ta đang đập cái ông cái tivi ra nè. Rồi sẵn trớn thì mình gỡ lấy cái cặp lo này luôn. Thì bây giờ mình sẽ test cái cặp lo này còn sống hay chết nha các bạn. Thì để test á, thì các bạn mình sử dụng cái bình 12V nè. Bình này mình cũng mua trong dây chai luôn các bạn. Đa phần đồ mình nhà mình toàn là mua dây chai nhiều. Nè các bạn, cái lo còn sống nha các bạn. Mình khi thử cái lo á, các bạn mình sử dụng dòng điện á, bằng cấp vô chập vô đây nè. Nếu mà cái lo mình nó nhán là cái nó còn sống nha các bạn. Cái nán mà lọc á là còn sống. Thì những cái này các bạn mua trong cái tivi á, đa phần nó không có hư nha các bạn ơi. Chủ yếu là nó hư cái tivi, cái mạch chứ người ta cổ quá thì người ta bán thôi. Chứ cái lo này ít khi nó hư lắm. Mình mua cả chục cái lo gỡ tivi này về chứ đa phần nó không có hư cái nào, chủ yếu là nó rách màn, rách thôi chứ nó không có hư. Đây mình mua tiếp được cái hai cái dắt nè các bạn. Cái dắt này là cái dắt để đo cái đồng hồ đo điện nè các bạn. Thì cái dắt đây mình thấy nó để là 10A nè các bạn. Đây thông số để là 10A nè. Thì thấy cái dắt này cũng rất là tốt luôn á. Mình lượm luôn, mình chưa có đứt dây hết á. Đây mình lượm được hai cục sạc dự phòng nè các bạn. Thì mình thấy trong cái vỏ đồ của ta có hai cục sạc dự phòng nó hư rồi. Thì mình bấm cái nguồn nó không có lên nữa. Thì sẵn trớn rồi mình thấy mình lậm về luôn hai cục luôn các bạn, cục này Orange nè, cục cái Samsung. Thì tiếp tới á, thì mình mua được một cái nguồn nè các bạn ơi. Cái nguồn này là cái nguồn 12V nha, cái nguồn 12V 1.5A nè. Cái nguồn này nó dây nó cũng đứt hết trơn rồi, người ta nấu dây đầu ra hết trơn rồi. Mà đa phần mình nghĩ cái nguồn này nó không có hư đâu các bạn. Mình mua về mình đấu dây ra mình xài thôi, tại mình lấy dòng điện 12V á thì mình xài thôi, ít khi nó hư lắm bạn. Nên mình mua tiếp được một cái hàng nè các bạn, hàng này hàng chì nè. Cái này là giống như cái cây que, cái đồ để hàng mỗi hàng chì nè các bạn. Thì mình thấy ở đây người ta chế sao nó dịch thược, anh cũng không hiểu sao, chắc ta chế để người ta cắt mấy cái mũ hay cái gì nè các bạn. Nên ta rút cái cây của nó, ta chế lại nè. Mình thấy chắc không có hư gì đâu, mình mua về sau này có lỡ hư thì mình quấn lại mình xài ha. Mình mua được khúc dây điện nè. Mình mua được cái khúc dây điện nè. Cái khúc này á, thì ở trong cái này mình lấy trong một cái đồ sạc á, nhưng mà cục sạc nó hư rồi. À, mình lấy được cái cọng dây này thôi à. Lấy được cọng dây nè các bạn, cọng dây này còn mới tinh nè. Mình lấy luôn mình về mà sợ sao lại có cái điện 220 mà nó có cái dắt kiểu này á thì mình găm vô mình xài luôn. Mình hỏi còn phải mua cọng dây này, tốn tiền á các bạn ơi. Đây các bạn, mình làm được cái này nè các bạn, cái xe du lịch luôn các bạn ơi. Mình thấy nó còn mới tinh nè, mà đẹp lắm. Rồi mình lượm luôn, cái xe này động cơ còn nguyên luôn các bạn. Bánh trước là cũng còn nguyên nè, mình mua về mình chế lại. Mình chế xe cho con mình chơi nha. Thì mạch này, mình thấy đây chắc người ta gỡ pin gì nhiều, nó nhẹ rồi. Thì về mình chế lại, chế mình chơi nha các bạn. Thấy tiện lắm á, thấy vậy chứ các bạn mình mua xe mới, chiếc xe này nó cũng mấy trăm ngàn á các bạn. Nhưng mà mình mua trong da chai thì nó có mấy ngàn thì ta bán đồ mũ mà. Với mình mua được tiếp được hai cái đồ điều khiển luôn nè bạn. Cái đồ điều khiển này mình nghĩ là chắc trong cái xe này nè các bạn. Người ta bỏ ra nè, hai cái điều khiển luôn. Mà điều khiển này các bạn thấy hay một cái nữa, điều khiển này nó sạc pin nha các bạn. Đây nó có dắt sạc luôn nè, rất xạo luôn nha các bạn, mà nó rất là nhiều nút luôn. Mình không biết cái nút này làm cái nút điều khiển thì không nói gì đi, còn những cái nút này mình không biết nó làm gì luôn. Nó đúng hôm nữa nè, nhiều, rất là nhiều tính năng luôn các bạn. Thì mua về thì chế vô mấy xe mấy mạch rồi để nhìn con mình nó chơi. Đây nè các bạn, mình mua được hai cái vỏ thôi chứ này không phải nước sơn nha các bạn.
không à. Hay là cái vỏ sơn nè các bạn, vỏ sơn người ta sơn hết rồi người ta bỏ ra, mình thấy người ta chưa có đập nè, rồi sẵn trớn rồi mình lượm về luôn. Thì mình lượm về mình không phải làm gì, mình lượm về để mình chế lại thành cái đồ mà dành sơn á các bạn, dành mình xịt sơn á. Thì mình gỡ nắp ra mình xịt thôi, mình xịt sơn nè các bạn. Thì mình chế lại, mình bơm nước sơn đây mình xịt thì nó đỡ tốn tiền các bạn. Ông mua cái chai nước sơn này nè, lúc trước mình nhớ mình mua lại chai 32.000 á các bạn, chỗ mình bán á. Thì đấy nó mắc lắm, mình mua một cái hũ nước sơn lớn nó có mấy chục, 50.000 à, mà về mình sơn đổ chỗ này mình sơn chắc biết nào hết, nên mình quyết định mình mua thêm hai cái chai này các bạn. Đây nè các bạn ơi, mình làm tiếp được mấy cánh quạt cái này các bạn. Thì những cái cánh quạt này á thì mình thấy nó cũng còn rất là mới nha các bạn. Trong những cái quạt á, người ta bán á, người ta đập người ta lấy đồng rồi á, còn lại mấy cái cánh nè người ta bỏ ra ngoài cái thùng mũ nè, thì mình thấy cũng còn mới lắm. Mà mấy cánh này xài nó gì nó còn dễ nhẹo các bạn, xài biết nào hư ra mình thấy thì mình lượm luôn. Mình mua những cái cánh mới này nó cũng mấy chục ngàn các bạn, nhưng mà khi mà mình mua cho chai thì cái cánh này nó có mấy ngàn à, thì sẵn trớn mình thấy được thì mình lượm luôn. Đây nè các bạn, mình cũng lượm tiếp được cái này nữa nè. Cánh này nó mình nãy mình mua lúc mình không để ý, nó bị gãy cái mình không hay. Nhưng mà cũng ngoài đầu nó cũng còn cái đầu gắn nè. Thì mình mua về mình gắn cho mình xài. Đây nè các bạn, mình mua được mấy cọng dây mà micro USB nè các bạn. Dây từ cái cổng kết nối vô sạc điện thoại rồi nè. Thì mình thấy cái dây này dây rất là dẻo luôn các bạn, dây này nó dây tốt á, mà không biết còn xài được không. Nó để là ít mobile nè các bạn, dây nó còn để ít mobile nè. Thì mình thấy dây này chắc mình nghĩ là nó còn xài được các bạn, về mình rửa sạch rồi mà vệ sinh lại mình xài thôi. Em mình mua được cục sạc nè các bạn, thấy thì mình lộm thôi. Cục sạc này nó độc lắm các bạn, nó chỉ có 3.6V nè, mà nó để 500mAh nè, 0.5A. Thì cái dòng sạc này 3.6V mình nghĩ là mình sẽ sạc những cái quả pin mà pin 1.2V, pin đồng hồ, pin nhỏ nhỏ này nè các bạn. Thì ba cục pin nói lại nó là khoảng 3.6 á, thì nó ra khoảng 4.5V á. Đây mình cũng làm được cái cọng dây sạc nè các bạn. Dây sạc này không có hiệu các bạn. Dây sạc này cũng là cọng micro USB nè. Về mình chế lại mình xài điện thoại các bạn ơi, tiện lắm á các bạn. Đi mua dây này mấy chục ngàn chứ mình nghĩ 2-3 cộng thì cũng xài được cộng à. Mua về mình xài luôn. Tiếp này các bạn, mình cũng mua dây cổng micro USB nè. Mình thấy sẵn người ta bỏ trong cái vỏ, cổng này để ít mobile các bạn. Cái dây của ít mobile thấy gì tốt lắm á. Bạn xài rất là lâu hư luôn á. Các bạn mình thấy được những dây mà của ít mobile á, thì các bạn cứ mua về mình nghĩ là nó xài rất là tốt, nó không hư. Em mình mua tiếp là một cái tai nghe nè các bạn. Tai nghe này mình thấy nó còn mới tinh nè. Tai nghe này tai nghe cổ lắm các bạn. Mình thấy kiểu dáng này nó làm mà mắc cửa nó còn ngắn ngủng nè. Nó khúc nè, cổ. Thì mình mua về để mình chế cái đồ mà nghe nhạc. Không mình nếu hư thì mình lấy cái jack này. Jack này để mình chế cái jack ra âm thanh ra để mình ghim vô trong cái điện thoại mình nghe nhạc nha các bạn. Thì nó không phải gì mắc nhưng mà nó cũng tiện lắm các bạn. Tiếp nè các bạn, mình mua được một là lượm được một cái motor nè các bạn. Motor này là trong cái bình thuốc từ sâu á, là cái motor bơm á. Thì nó cái công suất của motor này á thì nó để là cái dòng chạy nó là 12V, max nó là khoảng 3A các bạn. Thì nó sẽ ra là 4 lít nước trên 1 phút đó các bạn. Thì mình thấy cái này nó cũng hay nè. Mua về mình chế cái đầu phun xương hay là những cái bơm nữa, bơm rửa xe mini các bạn. Thì nó cũng tiện lắm á các bạn ơi. Đồ ti đồ đồ dây chai nhưng mà mình về mình biết chút xíu mình sửa lại mình xài. Nó giá rẻ mà mình mua nhiều vậy chứ cũng rẻ bèo à các bạn ơi. Tiện lắm, thấy gì chứ các bạn mình thấy có chỗ nào ngon thì các bạn cứ ghé vô mua đi, không ai nói gì đâu. Thì cứ mua về mình xài. Vậy mình test thử cái này còn sống không nha các bạn. Hư rồi đó. À, các bạn ơi còn sống luôn nè các bạn. Hiện tại còn sống luôn nè, chạy luôn nè các bạn, ra nước luôn nè. Thì mình thấy mình mua được cái này là lời đó các bạn, còn chạy là về mình giảm báo là mình
kẻ sửa được mà xài nha các bạn. Đây nè các bạn, mình tua tiếp được cái mạch nè, mạch này trong tivi luôn các bạn. Mình lấy cái lo ra là sẵn có cái mạch mình lập luôn. Ông chủ ông nói trời ơi, cái mạch này tôi bán có được, tôi đọc ra không tôi lấy không chứ mua gì có xài được gì đâu. Thì nhưng mà tại do là người ta mua ve chai thì người ta nghĩ cái mạch này không có xài được. Nhưng mà mua về mình lấy những cái linh kiện này nè, về mình xài thấy gì chứ mình mua mới nó mắc lắm đó các bạn. Nhưng mà khi mình mua ve chai về mình lấy những con linh kiện này giá rất là rẻ đó các bạn. Một cái mạch này người ta bán mình 5.000 tới nữa các bạn, nhưng mà nó rất là được rất là nhiều thứ luôn á. Cái đầu tải nhiệt cái nè, những con mạch nữa nè, rồi một cái con điều khiển nè các bạn, những cái tụ luôn rất là nhóc luôn các bạn. Thì mình sẽ lấy được những con này mình xài các bạn. Thì mình mua tổng thể hết là bao nhiêu đây nè các bạn, mình quay sát cho các bạn coi nha. Đây, tổng thể là nhiêu đây nè các bạn, đó như đó các bạn. Thì mạch nè, rồi cái motor thuốc từ sâu nè, mấy sợi dây điện nè, chiếc xe em bé nè, với mấy cánh quạt nè, tổng cộng hết này là người ta cho mình 60.000 nè các bạn, tổng cộng hết luôn á, ta lấy mình 60 á. Chủ yếu là cái motor này nè, người ta lấy mình là 25.000 nha các bạn. Chỗ này người ta bán này hơi mắc nè, ta bán 25.000 một cục này nè. Rồi mấy cái thứ khác thì ta bán mình nhựa xe đồ hay nhựa phòng cánh quạt này á, thì người ta lấy hết mình là 60.000. Thì các bạn mình thấy video mình chia sẻ mà những món đồ nè mua mà nó hữu ích mà nó hay á, mà thì các bạn cho mình một like, một đăng ký kênh nha các bạn. Thì cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của mình. Thì mình xin chào và hẹn gặp lại.